Chào các bạn tin nhanh 24/7. Chiêm ngưỡng phiên bản cà phê Racer của Suzuki CSA-10 sắp ra mắt tại Việt Nam. Trong triển lãm xe máy quốc tế tại Indo năm 2007, một hãng độ xe có tên là Istan Moto Spencasi đã bất ngờ vén màn phiên bản cà phê Racer của mẫu mô tô thể thao phân khối nhỏ CSA-10. Theo hãng độ này, có đến 60% các bộ phận trên chiếc CSA-10 nguyên bản được thay mới. Suzuki CSA-10 cà phê Racer đã hoàn toàn tốt cái nhiệm vụ của mình khi chú ý khách hàng tham quan cũng như báo giới. Có thể thấy phiên bản cà phê Racer của Suzuki này đã sở hữu thiết kế tối giản nhưng không kém phần ấn tượng. Điểm thu hút chính ở phiên bản này chính là phần ống xả ngắn và thấp nằm ở bên dưới động cơ. Bộ quay full fading nguyên bản của chiếc Suzuki CSA-10 đã được loại bỏ. Động cơ lộ ra cái sự trần trụi để mang đến cái vẻ đẹp mộc mạc cho chiếc xe. Trên đầu xe xuất hiện cụm đèn pha hình tròn cổ điển. Bên trong đèn pha là dải đèn LED tạo cái viền hình tròn rất đẹp mắt. Trong khi đó đằng sau thể hiện cái đuôi bằng sợi carbon, tích hợp dải đèn LED nằm ngang rất đơn giản nhưng lạ mắt. Hai bộ phận tản nhiệt và bộ quay được sơn màu xanh dương, tương tự như bình xăng. Bên dưới xuất hiện cái lớp kích thước 110/70 ở phía trước và 160/50 ở phía sau. Cuối cùng là bộ yên được bọc da mới mang đậm phong cách cà phê Racer. Có vẻ như hệ thống dẫn động của mẫu xe này không có gì thay đổi so với phần nguyên bản. Đúng như vậy, Suzuki ZA cà phê Racer sử dụng động cơ xanh đơn 4 kỳ DOC làm mát dung dịch phun xăng trực tiếp với dung tích 147.3cc, hộp số 6 cấp. Động cơ tạo ra công suất đa là 18.2 mã lực, tại vòng tua máy là 10.000 một phút, mô men xoắn cực đại 13.8 cm, tại vòng tua máy là 8.500 một phút. Đây động cơ được dùng cho chiếc Suzuki Sachia F150. Tương tự động cơ, tính năng khởi động không cần chìa cũng như những chiếc ô tô và cụm đồng hồ dạng kỹ thuật số và màn hình LCD ở phần nguyên bản vẫn được giữ lại. Như tin đã đưa, trong triển lãm Việt Nam Motorcycle Show 2007 sắp diễn ra vào tuần sau, hãng Suzuki sẽ chính thức giới thiệu cặp đôi CSA-10 và ZX-10 với khách hàng Việt Nam. Khác biệt, CSA-10 sở hữu kiểu dáng thể thao, trong khi đó ZX-10 sở hữu cái phần khúc của mẫu Nikkei. Tới Việt Nam, mẫu xe ZX-10 sẽ trở thành hữu trực tiếp với Yamaha TX-10. Trong khi đó, Suzuki ZX-10 có thuận lợi thế hơn những hữu như Yamaha R15 hay Honda CBR-50R đều được nhập khẩu không chính hãng Việt Nam. Hiện chưa rõ giá bán của mẫu mô tô này tại Việt Nam như thế nào, nhưng tại Thái Lan, Suzuki ZX-10 có giá khởi điểm là 85.000 bạc, tương ứng là 56 triệu đồng Việt Nam. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.